Vâng, xin chào các bác đang theo dõi kênh bên em. Sáng em có lên con V5 thì có một khách có yêu cầu là ghép cho anh thêm một cục Onkyo. Thì theo yêu cầu của bác khách này thì em có ở đây được phối cho các bác một con Onkyo FRL7X đời cao luôn. Phối hẳn cho anh con đời cao luôn. Nhưng giá thì em vẫn để theo giá gọi là bình dân luôn nhá. Tại vì là V5 này là một con hàng có phân tần, nếu như mà ghép một con vớ vẩn vào đây thì gần như là không thể đánh được. Tức là nó không làm bật được cái tiếng của nó ấy. Nó lãng phí cái loa đấy, thế nên là em phải chọn một con đời cao ở đây. Tuy nhiên thì em vẫn để theo cho các bác là một cái giá bình dân thôi, chứ không phải để theo giá đời cao nhá. Đấy, nếu mà còn chuẩn bộ L7X nó thì nó phải tầm khoảng là 2,8 triệu, 2,9 triệu cơ, chứ không phải là cái giá như thế này đấy. Nhưng mà đây thì em bảo rồi, cứ bác khách nào mà có yêu cầu gọi đến thì thường sẽ được rất là ưu tiên. Đây, về hình thức thì loa V5 thì anh nhìn qua rồi nhá, còn về máy này thì anh yên tâm, hàng còn rất đẹp nhá, đẹp so với hàng bãi thôi đấy, chứ còn bảo nó đẹp long lanh như hàng mới là không có đâu. Tuy nhiên là con này thực sự với anh là về quá đẹp luôn đấy. Đấy, em chọn cho anh con màn hình quắc xanh để cho nó đẹp, nhìn cho nó đẹp một chút, mặt nó sáng, nhìn cho nó, ngoài cái yếu tố là chất âm hay thì nó còn phải nhìn cái mặt hình thức cho nó ưng ý, đúng không ạ? Đấy, một cô gái thì ngoài cái yếu tố là ngoan ngoãn ra thì nhìn gương mặt nó dạng ngời một tí thì trông nó vẫn thích hơn, đúng không ạ? Rồi, ở đây nhá. Hình thức thì nói chung là bộ này em thật là quá ưng ý luôn. Con này em chọn cho anh thì nó sẽ có đường súp riêng. Đấy, để sau này ví dụ anh có cần cắm thêm giải trầm ấy thì là anh cắm vào đây cho nó tiện. Đấy, chứ không ví dụ lấy con máy khác thì nhiều khi nó không có cắm trầm, thì sau này anh có muốn nâng cấp ví dụ là cắm thêm con súp ấy thì nó khó. Đấy, thì con này nó có thêm đường súp riêng cho anh luôn. Với con này thì ngoài cắm điện thoại máy tính ra thì anh có thể kết nối được với TV thông qua đường quang đây. Đấy, TV nhà anh mà là dòng Smart TV thì nó sẽ có cổng quang và kết nối với quang như này thì cực hay luôn, tiếng đường quang rất hay luôn, kiểu như ngày xưa anh đang dùng cáp máy cáp mạng ấy, là cáp đồng đúng không ạ, ngày xưa toàn cáp đồng thôi. Đấy, bây giờ người ta chuyển 100% là cáp quang bởi vì đường truyền tín hiệu số nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ hay hơn đây. Đấy, thì nó là cáp quang. Ngoài ra thì các đường AV này thì anh có thể là cắm thêm máy tính điện thoại vô tư nhá. Cái jack của nó thì ở đây thì là AV, nhưng cái đầu tiếp theo của nó này nó là đầu 3.5, kiểu như cái đầu tai nghe ấy, thì mình có thể cắm thoải mái luôn điện thoại máy tính được. Và ngoài ra ở phía trước đây thì nó có thêm một cái cổng 3.5 này này. Thì cái cổng đây là cổng in, cổng này cổng out, cổng này cổng phone đầu ra. Thì anh có thể mua thêm cho em một cái bluetooth bé bé nhà này, nó tầm khoảng 39-40 nghìn, đấy là hàng rẻ. Còn anh thích kiểu hàng xịn thì mua cái loại tầm khoảng 150-200 ấy, cắm vào đây này, cái bluetooth từ xa bé bé nhà này cắm vào đây đấy thì nó sẽ hay hơn. Thì ví dụ như là mình có thể kết nối bluetooth cũng được. Đấy, đấy là lấy con này thì em thật với anh em cân đối rồi. Nó chức năng thì nó bạt ngàn, tiện. Cái thứ hai là ổ cắm các thứ thoải mái. Và cái thứ ba nó là hàng đẹp, giá lại để ưu tiên luôn. Thì combo cả bộ này để cho anh luôn nhá. Loa này thì là 990 đúng không ạ? Đấy, con cục này của em nếu như bán lẻ thì nó phải rơi vào tầm khoảng 1.590.000, 1.6 triệu. Tuy nhiên nếu như anh lấy combo này thì em để cho anh con máy này chỉ có 1.350.000. Đấy, 1.350.000 cộng với con loa gọi là 1 triệu đi thì là 2.350.000. Đấy thì tính ra nó là 2 triệu, 2.340.000 đúng không ạ? Nhưng mà thôi thì để anh, nếu mà nhanh đấy thì để anh là 2.300.000 tròn nhá. Nếu nhanh đấy cả bộ luôn thì để anh là 2.300.000 tròn. Đó. Ok, em sẽ test thử chất âm nhá. Loa thì em quay rất kỹ rồi đúng không ạ? Bên chỉ test chất âm cho anh thôi. Con này thì em thử thì hiện tại là CD vẫn thấy nó chạy anh nhá. CD vẫn thấy chạy này. Đấy, chuyển bài thì anh sẽ chuyển ở đây này. Mà đây thì cái này thì em nghĩ chắc chả ai dùng đâu, thì bỏ qua giúp em nhá. Thì coi như là mắt nó kém bỏ qua luôn. Nó không chạy. Đây, chuyển bài này. Chuyển bài thì anh sẽ chuyển ở đây nhá. Cái CD này thì em nói luôn là em test thêm cho nó vui thôi. Chứ còn bên em thì tất cả video em nói rất là rõ rồi. Con nào cũng vậy chứ không phải cớ là con này. Đó là cái CD này thì bên em vẫn test thêm cho các anh. Đấy thì về các anh nhớ rồi dùng đĩa xịn, đừng dùng đĩa cũ đĩa mốc nhá. Còn dùng đến lúc nào mắt nó kém nó hỏng thì bỏ qua. Đấy, bên em chỉ bán ở đây là kết nối điện thoại, máy tính và TV. Còn CD và test thêm cho vui. Đấy. Đấy, chuyển bài nha anh này. Chuyển bài các bác chỉ cần xoáy nhẹ cái này. Con này là mắt em thấy là chứng tỏ là còn rất là tốt, chuyển bài rất nhanh. Thì các bác nên về dùng đĩa xịn thì nó mới lâu dài được, đúng không ạ? Đó, CD này. Out
trên dốc đá tôi tình cờ quen. Đó là CD. Thế còn các bác mà thích nghe đường điện thoại thì chuyển cho em này. Đấy là về về cái phần cắm điện thoại máy tính. Bây giờ em sẽ chuyển tiếp cho các bác sang cái phần đường quang, tức là kết nối Smart TV. Thì các bác sẽ chuyển cho em về chế độ digital. Đấy. Đó, thì đây là kết nối Smart TV nha anh nhá. Còn gì đâu em. Đó, thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Dạ vâng, em xin chào các bác và hẹn các bác tại video tiếp theo bên em nhá. Dạ vâng, đây là cái căng của loa này. Đó. Đấy thì các bác nào xem anh xem ok thì alo cho em nhé. Hoặc bác nào cũng đang có nhu cầu về bộ này hoặc là một sản phẩm nào đó thì cũng có thể alo cho bên em nhé. Vâng, xin chào các bác.